Chào toàn thể các bác. Hôm nay hai anh em mình đi rừng có phát hiện ra tổ ong mật ở đây. Bây giờ bọn em sẽ đào về để nuôi. Có nhiều tầng quá các bác ơi. Em phải nhẹ nhàng, không thì mẹ nó ra nó rất tiếc. Thổi thêm tí khói vào cho mẹ nó đỡ hung, để bắt cho dễ. Bao cái nữa bao á bao bao á anh cũng phải chắc mật đây các bác ơi.
Rồi em bốc ra để tìm chúa các bác ạ. Không có. Rồi, được con chúa lên rồi các bác ơi. Đây. Cho vào lòng. Đây là cái lồng nhốt ông chúa của em đây các bác. Giờ em sẽ nhốt con chúa vào đây. Rồi, đây các bác ạ. Giờ anh sẽ tìm chỗ để treo lên, thì đó là quân trong này nó sẽ bao hết lên đây. Đây, cho con chúa vào trong mũ đây các bác ạ. Thì nữa là quân của nó bao hết lên đây. Mũ này đéo có treo chứ. Em sẽ buộc cái con ông chúa vào cái mũ này, thì các con ông thượng nó sẽ bâu vào đây. Okay.
Rồi. Yên yên. Thành quả của bọn em rồi các bác ơi. Ơi, ngon thôi rồi. Làm miếng xem nào. Ngon quá các bác ạ. Đa số là mật nhỉ. Rồi, bây giờ bọn em chờ cho nó mẹ nó bấu hết vào rồi mang về.